Ơi trưa ơi chiều nó còn kêu bóp cho nó nữa, khuya nè còn kêu bóp cho nó nữa, rồi tới sáng rồi cái chồng nó thức dậy nó ra ma mũi, nó kêu mẹ mẹ mới vô ngủ một chút à, nó kêu mẹ mẹ coi này nè, nó ra ma mũi rồi cái tay chân nó bơ bơ, rồi cái hồi chồng nó không biết nó đi nữa, hít thở rồi nó còn ngồi bóp nữa. Trời. Cái cô ra rồi cô nói vợ mày hít thở rồi mày còn bóp. Thôi cố gắng đi vợ lần cuối, cho vợ đàng hoàng ra đi, lúc sống thì cực khổ rồi. Dạ xin chào quý khán giả, quý mạnh thường quân đang xem kênh Bagina. Và hiện tại thì hôm nay thì em lại tiếp tục chia sẻ đến quý khán giả, quý mạnh thường quân hình ảnh bên trong gia đình của chị Hoa 32 tuổi. Thì không ai thì chị mắc một căn bệnh ung thư lưỡi và chị cũng vừa mất cả nhà. Bây giờ này cũng đến giờ tẩm liệm rồi cả nhà. Thì đang bình áo quan vào cả nhà. Thì như video trước anh em mới chia sẻ thì sau một cái thời gian rất là dài chị chống chọi với căn bệnh ung thư, cuối cùng thì chị mất vào lúc 4:20 sáng nay cả nhà, ngày 24 tây tháng 9 năm 2023. Dạ thì bây giờ thì cũng là 1:00 trưa rồi, cũng đến giờ để gia đình chuẩn bị tẩm liệm cho chị để lo cho cái hậu sự cả nhà. Người chồng đang bóp chân cả nhà. Hồi xưa việc khá đau lòng xảy ra tại phường 9 thành phố Sóc Trăng cả nhà. Thì chị ra đi thì để lại đứa con gái 4 tuổi, bên cạnh đó thì đứa con cũng mới hơn 1 tháng thôi cả nhà, hơn 1 tháng tuổi thôi. Thì phía bên trong thì bé kia nha, con lòng bé ra này cả nhà. Chưa có bọc mẹ nữa chị. Bé chưa có bọc mẹ. Mẹ không bao giờ chưa một lần để mẹ uống thuốc của anh chị. Uống sữa không để là uống mẹ không ảnh gì. Chín tháng chào gà. Cô cũng đáng đau lo đau thương nghe cô. Cô gắng giữ gìn sức khỏe cô ơi để lo cho cô là một người mẹ chồng rất là tuyệt vời luôn cả nhà ơi. Bé thức rồi kìa. Rồi bé mở mắt. Cái cảnh này mà sốt cũng không thể nào kịp cả mắt con ở sớm thì muốn khóc nha. Quá trời con chưa qua nọ con. Bé hôm nay thì được hơn 1 tháng hả cô ha? 1 tháng 1 tuần ha. Mới 1 tháng 1 tuần thôi. Mới sinh ra thì đã mất mẹ rồi. Giờ là thành mồ côi mẹ rồi nha. Bé lớn lên bé cũng quý mẹ. Chưa biết đâu cô. Dạ. Từ khi lọt lòng đến nay thì cũng thiếu hơi ấm của mẹ.
Tôi kêu hỏi nó mẹ đâu, nó mẹ ở tạm. Dạ. Dạ, em nhận cái cô ạ. Có thể rằng bây giờ bé chưa biết, nhưng mà một hai hôm nữa mà không thấy mẹ là bé sẽ đi tìm mẹ, kiếm mẹ, hỏi mẹ. Nãy giờ cô có cho bé uống sữa chưa cô? Uống sữa rồi. Người mẹ cũng rất là tuyệt vời luôn cả nhà ơi. Khi mà con dâu mình bệnh như thế đó thì cũng một cái của một ảnh này thì quá đau lòng, cũng không biết nói như thế nào nữa cả nhà. Đau lòng quá. Giờ phía bên trong thì mấy chú cũng đang chuẩn bị để tặng liệm cho chị cả nhà. Chị gái nè. Em rồi con. Rồi, đây, đây, đây là đứa, hai đứa con gái của chị. Nãy giờ thì bé 4 tuổi cả nhà. Nãy giờ bé cũng phát hiện mẹ mình bị đau gan, cô sưng nữa rồi đó. Nãy giờ bé cũng lại mẹ, khi mà thấy mẹ mình bị quấn bọc á, cũng lại đứng dòm. Không biết luôn, không biết chuyện gì nữa. Không biết chuyện gì đó, tưởng mẹ nó ngủ không à. Dạ, chưa biết chuyện gì nữa. Nãy giờ bé cũng chắc bé phát hiện một cái điều gì đó cô. Nãy giờ con thấy là lại đó không à, ai chỉ đi cũng không đi nha. Đốt nhang nó lại. Dạ. Bé ngủ ngon lành. Nhìn thấy rất là sốc sơ. Giờ cô lại lo cho bé nhỏ. Nhìn thấy rất là nhỏ. Thương quá. Bé đặt tên chưa cô? Chưa nữa. Chưa đặt tên luôn ha. Kêu có lị lị. Dạ. Chưa có đặt tên luôn. Một tháng một tuổi. Ngày nay nó đòi con nó đi cái mưa nó ôm con. À, chị qua ha, mấy hôm nay đòi con hả? Đòi 3 ngày. Dạ, đòi 3 ngày rồi. À, uống sữa coi. Tội. Bởi vì bệnh người nằm đó cũng muốn gần gũi con lắm mà không có gần được á. Cô đi, dạ. Nhỏ đi phơi nắng nè, nó thấy nó vắt tay vô. Dạ. Nó đi, nó dỗ dỗ con á. Dạ. Rồi, con gái nè. Đặt cái đứa. Nựng em hả? Nựng hả? Nhưng nghe nhẹ nha. Nựng nghe nhẹ thôi. Ừ, uống sữa ngủ nữa kìa. Dạ. Thôi chạy vô nữa. Tôi thằng này khóc rồi, nó chút nó đạp giường, chút nó đạp giường, mà tối nay nó còn đạp giường nữa đó. Dạ, đêm hôm ha, trước khi mà chị mất đó, ha cô. Nó còn đạp giường nghe lắm á. Dạ. Rồi cái thằng nó đang ngủ, cô thức dậy cô hút đàn. Dạ. Đàn cái nguyên thằng nó thức hai người nó đi nấu thuốc. Dạ. Chưa được uống nữa. Nấu thuốc mà chưa uống kịp nữa thì. Đi ra, nó kêu mẹ ơi, nó vợ con sao rồi. Lúc cô ra là lúc đó mất rồi hả? Cô ra chưa đâu, nó còn chưa. Ra máu mũi. À, ra máu mũi. Rồi cô còn bóp cho nó hồi nữa, rồi cái cô nghĩ anh Thành bóp cho nó, anh Thành không biết nó đi nữa. Dạ. Tới chừng cô lại, cô nói Thành ơi, vợ mày hết rồi. Cô mẹ nó quay thở rồi. Cái lần đầu nó kêu cô đi sao đấy mẹ. Chắc nó ra mau độc nó hết á. À. Bớt á. Cô mới nói coi kìa. Tai hết rồi. Dạ. Tai hết rồi, hết bớt cái gì. Mày không thấy chị làm đổi màu luôn. Đổi màu trắng luôn. Đổi màu trắng hết luôn.
cậu nó cũng vậy nữa. Dạ. Cô thấy đổi màu, cô thấy nó đi rồi. À, là cô biết rồi ha. Cô mà anh Thành rồi. Thì chưa biết. Không biết đâu, à. Mà vợ nó hết không à. Dạ. Vợ nó hết bệnh không, mỗi ngày nè cũng vậy nè. Dạ. Mỗi ngày nó cho uống thuốc, nó nói vợ nó hết bệnh rồi, cô cũng nói sợ nó buồn. À. Tại vì cô biết hết trơn à. Dạ. Bữa nào nó yếu, bữa nào nó khỏe cô biết. Dạ. Cô đâu có dám nói gì đâu, sợ nó buồn á. Tới mà chị mất rồi mà anh vẫn nghĩ là chị còn còn nên là cứ bóp tay à, còn bóp tay còn hy vọng sao. Dạ. Vợ nó sống á. Dạ. Vợ nó hết bệnh á, nó hết bệnh á. Tới cô mỗi ngày nó cứ nói vậy hoài luôn á. Dạ. Vợ vô chữa thấy tội. Dạ. Ngủ nữa nó rất dễ luôn. Lúc mà sáng là chị qua đã mắc là hình như có ra máu mũi miệng ra máu mũi nhiều lắm. Ra nhiều lắm luôn. Anh Thành có gửi tấm hình đó, trời ơi, nhìn máu nhiều lắm luôn. Cục, cục. Lúc là hồi tối cô điện cho con là 4 giờ sáng là lúc đó là hết rồi, là 4 giờ sáng là cô điện cho con đó. Giờ đang làm lễ rồi. Cô cho cứu xong rồi cô đem bé vô trong để gió hay con, để chừng gió. Ngoài này gió. Cô cũng bỏng ra cho anh em xem rồi nha. Và tôi mình đang trên cái thứ từ bên đây đâu đây sở hữu đây cũng đang làm lễ nè các nhà môi qua mất tàu tâm liệm cho chị quay từ xa nha các nhà để đi dọc ngoài đây quên tại con nghiệp bé hơi lớn mà chưa biết nói chuyện nữa cả nhà, hơn 4 tuổi rồi. A Di Đà Phật. Mấy chú cũng đang quấn khăn rồi đưa bà có quen coi nhỉ. Xin chào con. Rồi nhìn con gái đứng đứng dưới chân mẹ rồi cả nhà. Bé đâu biết nói mà nó biết á. Ừ, nhìn biết. Có khi sáng giờ mẹ mất, có khi bé thấy mẹ nằm đó thì cứ nghĩ như hàng ngày á. Nhưng mà mai mốt thì khi mà không thấy mẹ nữa chắc đi tìm, đi kiếm á. Trời ơi. Mai mốt đi kiếm. Hôm nay thì cũng có rất là đông anh em YouTube ở Sóc Trăng cũng đến đây để chia sẻ gửi đến quý khán giả cũng như là quý mạnh thường quân đó. Thì trong một thời gian khá là dài thì quý nhà hảo tâm cũng chung tay và giúp đỡ cho gia đình đó. A Di Đà Phật. Rồi, chị ốm quá chị ốm. A Di Đà Phật. Bây giờ chị chỉ mong chị siêu sức như thoát thôi. Mời con gái đứng nhìn, gái nhìn kìa. Anh Tấn, cái video kia tỉnh lý rồi giúp. Chẳng hay, bà bán. Gì con? Rồi không kể kéo chim ní vô. Để ta lễ, nó mới đi một cái. Mãi đặt mông. Hay gì đâu. Đây là bên ngoài nha, cái nhà bên ngoài á. Không có cầm được những giọt nước mắt của mình. Cái này
lòng quá nè. Ông chồng với cô rồi các nhà. Hôm nay con được cái chỗ. Hai đứa bé còn nhỏ quá cả nhà, bé quá, chưa biết gì hết. Chồng thì chồng thành thì nhìn vợ lần cuối đó, nhìn vợ lần cuối trước khi mà đưa vào để tâm niệm. ជាជោគសុខាភូនិតកម្មកោចត្រេកខតលអាភិអបមា
Lại mẹ cả nhà. Mấy cái 4 tuổi con có chị qua. Thôi. Đừng đốt, quá. Đừng có đụng vô cái ống khói nóng á con. Nghĩa rồi đốt nhang. Rồi giấy. Rồi đốt nhang cho mẹ kìa. Trong thì cô với lại Thành Thành nó đứng phía bên trong thôi nha. Đây là con. Mẹ cứ đòi đốt nhang cho mày ăn hoài luôn. Nãy đốt rồi đó. Nãy đốt rồi đó. Cứ đòi lấy này đốt thôi. Dừng phỏng đó con. Vì ảnh của lên thế kiến mất cái đòi đốt nhang cho mẹ hoài luôn. Thôi à, đi á, ông bị sĩ nó, ông bị sĩ nhớ ông. Rồi, trăng bánh ơi. Rồi xong rồi. Ô, chú chụp tấm rồi con. Đứng lên đi con. Đứng lên đi con. Giỡn đi nè. Rồi nó cầm đi coi. Đứng lên. Dòng chú này, con. Con lộn á.
nè. Nó mỗi tay. Rồi cầm cầm giùm đi để gớt. Nó thiếu thương bác á. Người dành của chị qua 32 tuổi thôi nha. Rồi được rồi. Rồi rồi rồi. Bé cầm hết tuổi á. Mình mới được rồi thì gia đình cũng đã tắm liền xong rồi đó cả nhà, tắm liền qua thì đi qua xong rồi đó nha. Sợ thì giờ phía bên trong thì cũng đang hoàn tất thủ tục tắm liền để lo cái hậu sự cho chị qua 32 tuổi mắc bệnh ung thư lưỡi, chị đã ra đi rồi đó cả nhà. Thì bây giờ chắc cho phép em tạm khép video này ở đây, cũng như là hẹn gặp lại quý khán giả với mình Hồng Quân trong những video tiếp theo ha. Em xin cảm ơn rất là nhiều, cũng như là xin chào và hẹn gặp lại ạ.